Hello, chào mọi người. Chào Bảo Ngọc. Có nghe rõ không mọi người? Chào Tập nha, lâu quá mới gặp. Em khỏe không? Chào bà Nha Trang, con này khỏe không? Rồi. Bữa nay là ngày 19 rồi phải không? Mai là ngày 20. Hơi nhỏ hả? À, coi thử cái giọng volume lên coi. Chắc là nó nhỏ, coi giọng volume hết ra rồi. Hết ra rồi. Chỉnh sửa gì đó. Hết ra rồi. Chào thân ngang. Chào lật sử. Ồ, bà tụi bay kết bạn thì một một lát mà rồi ok rồi mà để chữ nickname riết là ta không biết ai là ai hết trơn trời, nó tùm lum tùm la hết trơn trời. Ta kể cho bay nghe cái chuyện này, chuyện vui vui chút xíu trong khi chờ đợi một bạn già tao vô. Ta tính là ngày 20 tháng 10 ta làm một cái giỗ lớn, là một cái lễ lớn chứ quên. Là ví dụ là một cái party nhỏ 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 để nhà mình vui cha. À ta, ta mới bước ra cửa thì phía bên kia đường đối diện cái nhà nó mới mướn cái chỗ đó để mà nó làm một cái lò rượu, xong rồi nó bán. Tao dòm tao hết hồn, tao nói thôi rồi tiêu rồi, tao rút lui. Tao rút lui. Tất nhiên là ở bên phía bên kia đường nó mới mướn một cái mặt bằng và nó nấu rượu tại chỗ và nó bán rượu tại chỗ. Rượu đế nếp, rượu tùm lum tùm la, cho rượu rắn, rượu gì, rượu ngâm các loại, rượu nó trưng lên nó bán một mấy, hình như là cái hàng mấy một hũ vậy, như là cả 100 lít vậy đó. Ta hết hồn, ta chung vô luôn. Thì ông bạn già với lại tới lên, ông thì ông bên Mỹ, mình ở bên ở Việt Nam, thì coi thử trao đổi coi có cái gì mới mới thì mình live stream rồi nói chuyện chơi cho nó vui. Với anh bên này nó cũng buồn, nói chung là vậy. Bữa nay thì trời ở ngoài nó sắp sửa nó chuyển mưa, muốn đi đâu cũng không có được. Ở đây mình không có nói gì ngoài ra những cái chuyện mà rất là bình thường trong cuộc sống, hàng ngày. Anh Phượng anh vô rồi đó, anh Phượng anh vô rồi rồi ok. Chào lại tất cả mọi người nha. Hello, hello Ủa sao kỳ anh, chờ 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 ông bạn già tôi rồi, đẹp trai rồi, đẹp trai đẹp lão rồi. vậy? Chào anh, ok anh, nghe anh nghe rõ không? Nghe rồi. Ok, Sao tôi hù vậy được rồi. Vậy vậy? bữa Sao nay tôi tôi được rồi, bên này thấy cái rõ đó, bên này thấy rõ chứ không có sao đâu. Bên hù này thấy tối hả? Vậy được vậy rồi đó, ta? khá là tốt. Ok. Ok vậy được rồi. Bên anh thời tiết làm sao rồi? Lạnh trò bây giờ chiều là bắt đầu lạnh rồi Sắp sửa bắt đầu vào mùa đông rồi. anh. Yes. Cuối tháng 10 là bên tôi là bắt đầu chuẩn bị đổ tuyết rồi đó. Vậy đúng Đúng rồi, bên bên đầu bên bên tôi là bắt đầu anh thấy nó vui lắm, mà là ở bên Minnesota đó, tháng này là anh thấy nó không có đổ tuyết xuống trước nhưng mà nó lạnh đó, thì cái mặt đường nó bốc hơi, nó bốc hơi lên, bắt đầu là hết mùa thu, bắt đầu tháng 10, cuối tháng 10 bắt đầu cái mặt đường mà đi mình thấy nó bốc hơi lên rồi, xong mình thấy là cái lạnh đó. Cái rồi thường một vài bữa nữa là bắt đầu tuyết đổ xuống, bắt đầu cuối tháng 10 bắt đầu có tuyết rồi. Thế thì kỳ này về em tôi về bên Mỹ lại ngược lại nằm trong mùa đông, Đúng mà thôi kệ, rồi. mình ở lâu năm thì đông tàn hay là đông gì cũng vậy, nó ở quen rồi ra mình cũng không lạ lẫm gì cái chuyện đó cả. Chỉ sợ là những người bỡ ngỡ mới bước chân qua thì họ hết hồn, Đúng rồi, à cái đường thì hết hồn, bởi vì nó thay đổi nhiệt độ bằng cách đột ngột á đó. Đang ở Việt Nam thì 37 38 độ C là nóng nực rồi, không quạt quạt phải phải rồi, thì thấy tự nhiên đùng có cái qua bởi nó âm hơn, đối với độ C là nó âm, lúc nào nó cũng âm khoảng vài chục độ đó, vậy cái vậy. Còn độ F thì nó xuống khoảng những zero, anh biết là zero độ F ấy, 32 độ F là bằng zero độ C. Nhưng mà bữa nào mà nó xuống khoảng 5 6 độ F rồi chết mẹ rồi đó, rồi C nó âm tới mười mấy 20 độ rồi đó. Thành ra mấy người mới qua họ mới sợ thôi, chứ còn mình sợ tình hình nó bệnh sao rồi anh. Người Mỹ đang đang đánh nhau anh. Họ đang lùm xùm cái gì đó. Chiều ngày hôm nay thì Hạ viện họ vẫn bầu
vẫn còn bầu cho ông gì đó, Hạ viện, chủ ông tịch trưởng Hạ viện, hội, chủ tịch Hạ viện mà bầu vẫn mà chưa lại thất xong. bại, cũng thất bại là Mà lần cũng thứ chiều ngày hôm hai. nay, đúng rồi, chiều ngày hôm nay là anh em Palestine là tấn công vô điện Capitol, vô trong đó được khoảng chừng 100 người, Tại Liên vô Mỹ trong điện Capitol đấy, biết cái rồi, chỗ ở nhà trong nhà quốc hội, ở ngoài tại Washington dân đó. Washington. Thì vô hôm đó thì tôi ngồi tôi đếm khoảng được 100 người, cảnh sát họ vây lại đứng đó cả đã làng. Tất nhiên cái ý của thời tụi Palestine mà nó xâm nhập vào quốc hội là nó đòi hỏi Mỹ phải can thiệp, Đúng là mới đúng là đó là như vậy phải thôi. Nhưng mà cái mình hôm nay là tôi với anh cũng là một những người dân thôi. Mình mổ xẻ, mình không phải là chuyên gia, mình không phải là chuyên gia lịch sử, không là cái gì cả, mình chỉ người dân bình thường thôi. Nhưng mà bữa nay mình nói hơi sâu về vấn đề của Israel và Palestine chút xíu. Thế thì đó là mình phải nói trước là cái tầm hiểu biết của mình nó hạn hẹp, có nghĩa là biết đâu mình nói đó thôi, đúng nói thôi, thì thực chất là như vậy. Thế thì hôm nay và anh thấy bên chủ bên bên Palestine với lại Do Thái hiện giờ vẫn còn đánh nhau anh? rồi đánh nhau bây giờ là đánh nhau căng thẳng chứ anh, làm sao mà họ ngừng được anh. Họ thấy là chỉ là người Mỹ, thì là họ rất là binh binh vực Israel, Israel người Mỹ là bên với Do lại Thái. người người châu Âu, người Mỹ với người châu Âu thì rất là binh vực Do Thái, thì mình không biết hay, nhưng mà thấy mà đánh nhau như vậy đó, từ ngày hôm nay là ông tổng thống Joe Biden ông qua bên Israel đây, thì qua bên Do Thái là ông chắc có lẽ là ông muốn làm công chuyện để giảng hòa giữa Do Thái và những quốc gia lân bang, nhưng mà ông đến đó đó thì sau đó là ông có cái ông phải sẽ gặp ông tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông phải gặp cái ông thủ tướng của Palestine ở bên vùng bờ Tây ấy. Rồi gặp quốc vương Jordan, ông vua Jordan, với lại ông thủ tướng của Ai Cập. Nhưng mà ba người đó là họ cancel cái appointment, không có nói chuyện. Theo tôi tìm hiểu và theo cái ý thức của mình, có nghĩa là mình lấy cái tư tưởng của mình để mình nói chút xíu về chỗ này. Đây là tư tưởng cá nhân thôi nha, có nghĩa là thưa anh là nói chỗ này anh, từ hồi xưa tới giờ thì anh chàng Mỹ nhà ta thì giống như anh nói là của những người phía phương Tây, họ ủng hộ Israel, tức là Do Thái. Từ hồi xưa tới bây giờ thì mình phải nói cái điều là cái mình phải tội nghiệp một cái dân tộc, là một cái dân tộc là Palestine đó. Thế thì tất cả mọi những nước phương Tây kể cả Do Thái cô lập họ, mình mới nói một cách chính xác, có nghĩa là vậy, họ bị ở tù, một cái nhà tù khổng lồ trên đất nước của họ đó. Và cái dân tộc này nó đã có từ hàng ngàn năm rồi, vẫn được ngàn năm rồi. Thế thì nó có như vậy, ở đó nó phát sinh ra một cái điều nè, nó có một cái mảnh đất Jerusalem, thế thôi. Tất nhiên họ tranh giành nhau miếng đất đó, cái điều đó mình không bàn cãi, cái chuyện đó mình không bàn cãi, bởi vì khi tranh giành là đương nhiên là phải có ấy. Nhưng mà nó có cái điều này, cái ông nội Mỹ và các nước phương Tây, thay vì người ta ở trung lập, người ta giảng hòa và để đừng Đúng cho rồi. cái sự chiến tranh nó xảy ra, Đúng rồi. thì ngược lại các ông ấy là chia binh một phía, nó quái quăm ở chỗ như này. Cái nhà nước Palestine thì họ không cho lập quốc, mặc dù người ta có quốc kỳ, người ta rõ ràng, nhưng mà các ông ấy không chấp nhận nhà nước Palestine. À, ngược lại cũng phía bên kia Israel thì các ông là chấp nhận và ông ủng hộ tuyệt đối. Chính vì cái chỗ đó những người dân Palestine họ thù hận, họ bị ức chế, tức như là họ không thích người Mỹ, nói thẳng một cách như vậy. Theo tôi nghĩ bao bao quát theo tôi nghĩ một cách nôm na là người dân họ không bao giờ ưa các nước phương Tây và Mỹ, là bởi vì họ bất công, họ những người đó chèn ép bất công đó. Đó là một cái tinh thần mà tôi nghĩ là ai cũng vậy nè. Ví dụ như người Việt Nam thì cũng vậy thôi, thử nhà của anh đi, tôi rào anh hết xong tôi cho anh, chẳng có đi ra chẳng có đi vô, anh có ở nhà tôi mở điện cho anh xài không, tôi cúp nước anh chịu không? Nó là như vậy. Thế thì
Nói một cách khác rồi mình thấy cái điều này, mà cái xung đột của theo tôi hiểu á, đây là cảm nhận cá nhân nha, có nghĩa là theo tôi hiểu cái sự xung đột cá nhân giữa Do Thái và Palestine nó không phải mới đây, nó có hàng mấy trăm năm nay rồi, nó từ xưa là cả ngàn năm rồi. Với vậy ở đây anh mới hiểu là đầu tiên, theo tôi nghĩ đầu tiên là xung đột về tôn giáo, và người ta không chấp nhận cái thứ tôn giáo thứ hai, hoặc là Allah hoặc là Giêsu, thế thôi, đơn giản vậy, và họ không chấp nhận một cái tôn giáo thứ hai. Thế là một ông này, một ông bên này, một ông bên kia, hai ông choảng nhau đó. Mình mới thấy cái điều này là nếu mình đặt câu hỏi nha, mình đặt câu hỏi nha, nếu mà những người đứng tối cao có thật nha, thì tại làm sao để dân của họ khổ vậy? Mình thấy rõ ràng không? Họ đâu có cướp các đấng tối cao đâu có giúp đâu. Và tôi đây tôi muốn nói này, điều này là giữa hai bên, giữa Do Thái và Israel là tội nhất, thảm thương nhất là những người dân. Còn mấy cái ông nội mà lãnh đạo thì mình không bằng, còn bạn kể tới. Và tôi mới vừa nghe phong phanh là Israel nó mới phóng một phát là coi như vào cái nhà thương. Ý tôi muốn nói là nó không tạo ra một cái niềm tin gì cả. À, phải chi cái chiến tranh của anh đó. Và tôi, anh giành giật miếng cơm manh áo Thì nhà tôi giành giật miếng cơm nhà, thì nó khác nữa. Một cái chiến tranh là một cái chiến tranh vô hình, không xác thực. Mình nói ra thì chúng nó chửi mình, nó nói là mình là cái chiến tranh mà mình bấu víu vào một cái không có thật. Để tôi nói không, mình thấy nó vô lý rồi đó. Thế thì có nghĩa là cái mảnh đất và cái linh hồn gì đó, tôi không cần biết gì đó, chuyện tôn giáo gì đó, ông này thờ ông kia mà có nắm bắt được đâu, rồi được ổng được cái gì đâu. Thế mà quýnh nhau te tôi quýnh càng được rõ ràng, bởi vì tôi mới nói tôi ra cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các nhà lãnh đạo bên đó không có người giỏi mà không có người tài, nó hẳn như vậy. Một lãnh đạo có người giỏi có người tài thì cái chuyện nó không xảy ra. Phải chi mà Bác Hồ chúng ta về là hiện hồn lên là chỉ cho nó cái chiêu, hoặc là bên kia cái chiêu, hoặc ông Võ Nguyên Giáp chỉ cái chiêu, thì cái chuyện nó không có xảy ra như vậy đâu. Thế tôi nghĩ là đôi lúc chúng ta mình nói về vấn đề đó mình phải hài hước chút để mình so sánh. Nói là nói như vậy để anh hiểu rằng ở đất nước Việt Nam ngay bây giờ, bởi anh nói vậy thôi chứ còn quá ư là hỗn độn, quá ư là máu xương máu thịt, ở Việt Nam ta, nhân dân ta bình yên như vậy, sung sướng hạnh phúc, du lịch các cái đủ thứ chuyện trên đời, thứ gì cũng có. Tôi nói cho tiếu tiếu cho nghe đó. Mẹ bà nó ngày mai là ngày 20 tháng 10 là tôi đi trốn, tôi khóa cửa rồi, tôi giết cái xe tuyết rồi, tôi không có ở nhà, tính nhậu lén, tính nhậu lén mà mua cái miếng bầu về cái đóng cửa là nhậu, mới bước ra thấy nó mở cái quá mở mở cái lò rượu mới là ghê chứ, mở cái lò rượu tôi nói thôi tôi chung vô, tôi đóng cửa luôn cậu luôn đó, là ok anh rồi tới Việt Anh rồi. anh biết không, hai thằng cha là đánh nhau, Do Thái mẹ ta sẽ đánh nhau, là mình muốn lặp lại nữa, là tức là mình theo dõi thằng cha, hai thằng cha là đánh nhau kỹ lắm, mình mới qua là nó đánh nhau rồi. Hồi đó mình đi Đúng học, rồi. mình có mấy bạn tụi nó cũng là dân Palestine, mình nói chuyện nó nói thì mình cũng hiểu 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 vậy. Nhưng mà thế này anh ạ, cái nhà nước Do Thái mà khi mà họ tạo lập ra cái Do Thái đây, tức là những người hồi đó cái Liên Hợp Quốc họ mới mở ra thôi, rồi cái đất là đất của ông An Lê mà họ mở ra vậy, thì họ họ giải quyết là họ bày ra một công chuyện đó, họ để đó rồi họ không có giải quyết, anh làm như là họ muốn, làm như là họ cũng nghĩ là họ xây dựng cái chiến tranh vậy đó, họ cũng nuôi dưỡng cái chiến tranh này hoài. ông ông Yeah. ông ông giải quyết ông 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 ông, ông tạo ra một cái sự mâu thuẫn giữa hai con người, rồi thì người ta tức, người ta đánh nhau thì người ta phải đánh qua đánh lại rồi. Mà mình hiểu, mình thấy không có muốn giải quyết, làm như không muốn giải quyết, anh muốn cứ để như vậy, để cho nó đánh nhau lâu lâu chọc vô một cái, lâu lâu chọc câu kẹo một câu, chẳng hạn như là hồi ông Trump qua, hồi ông Trump đâu, hồi ông Trump là năm 2018 19 gì đó, tức là hồi đó là tất tất cả cái tòa đại sứ của ngoại quốc á, mà với Do Thái á, thì là mình đặt ở Tel Aviv đấy, tức là thủ đô của Israel á, là Tel Aviv, tòa đại sứ là người ta đặt ở đó. Rồi cái năm 2018 ông Trump mới rõ ràng, mà ông mới biết cái Jerusalem mới là ba người ai cũng nói rằng là cái đó là cái thủ đô của họ, Của tại vì họ đúng rồi đó, giành tranh giành tranh giành cái Jerusalem, thì là
là ba cái tôn giáo thật là to của thế giới, là ông Hồi giáo, ông Thiên Chúa giáo, chứ lại ông Cờ đâu? Cơ Đốc, À, ngoài 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 ông do do thái giáo, Do do thái Thái giáo, giáo, do và do thái tức giáo. là đều lấy cái đó làm Không chức phải, địa, không 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 có Thiên Chúa, không hình như có là Cơ Đốc thì không đó là chức có Cơ Đốc Cơ giáo, chứ không phải Đốc Thiên Chúa. thì Thiên Chúa Cơ thì Đốc giáo, đại khái là vậy. đại, ok được. Thì mà theo thông lệ là từ 70 năm nay, từ ngày Liên Hợp Quốc, từ ngày Do Thái lập quốc, thì tất cả những cái tòa đại sứ thì đều đặt ở Tel Aviv cả. Ông Trump ông chơi cái thiệt, ông chơi là vậy, là ông đổ dầu vô lửa, ông di chuyển cái tòa đại sứ Hoa Kỳ đến cái Đúng rồi, Jerusalem. có Thôi mà ông chơi vậy là đã vậy rồi mà ông chơi vậy, ông còn công nhận nữa chứ, ông còn công nhận nữa chứ. thì tại vì ông công nhận thì ông mới di chuyển cái tòa đại sứ Hoa Kỳ về đó được chứ Nè anh, tại vì tối rồi, tòa đại sứ là phải đặt ở thủ đô chứ không, tức là tính gì vậy? tòa đại sứ Hoa Kỳ là đặt ở thủ đô một quốc gia nào, chẳng hạn như ở Hà Nội, Việt Nam, là đó là tòa đại sứ ở ngoài đó. Thì mà ý là mình nói như thế này, làm như người châu Âu, đặc biệt là người da trắng đó, làm như họ không có, họ muốn Khó tạo ra một công việc, họ họ muốn nuôi dưỡng cái chiến tranh, chiến tranh. họ muốn nuôi dưỡng cái sự mâu thuẫn rất là sâu sắc giữa hai sắc dân Do Thái và Palestine. Một thằng á, một một bên thì rất là giỏi, Do Thái họ rất là giỏi và họ rất là giàu, còn một thằng thì là bây giờ nó rất là đơn lẻ mà họ rất là nghèo khổ, họ bị vây cho họ càng ngày đất đai họ đâu có còn gì được, họ không có được làm gì được mà họ rất là nghèo khổ. Nói nghe này, khi mà người ta áp bức, bị áp bức là người ta phải nổi dậy. Ông đừng có nói chi là những người bị, đừng có nói chi mà người người Palestine họ họ chịu đựng được, họ có sức con người ấy, nó chỉ chịu đựng được đến đến chỗ nào thôi, Đến một quá đến sức chỗ thì nào họ sẽ thôi, bung nhỉ, quá hiểu sức anh? họ không có chịu được. Thành thử ra là, mà rõ ràng cái lỗi này thì không phải là cái lỗi của người Do Thái, mà cũng chẳng phải cái lỗi của mấy ông Palestine đâu, cái lỗi này là lỗi của mấy thằng cha đầu tiên bày ra cái chuyện này, Da trắng. bày ra cái chuyện do lập quốc của Do Thái mà không có giải quyết cái Không bây giờ cho cái số chính dân xác, người đó. chính xác. Không, nếu nếu mà ông giải quyết là cái sự tự độc lập của cái dân Palestine, họ ở đó mấy ngàn năm thì đúng là đất đai của họ thì họ, nhưng mà tôi biết là tại sao anh, là tại vì trong cái đầu của những người trắng, những người Thiên Chúa giáo, họ rất là khinh bỉ người Hồi giáo, tại vì Hồi giáo mà anh, họ coi thường lắm mấy ông Thiên Chúa giáo, mấy ông Do Thái là coi thường mấy thằng cha Hồi giáo. Thành thứ đó là thì đó là Rồi cái ông, rồi cái thằng Hồi giáo nó cũng coi thường lại, có nghĩa là hai bên có sự mâu thuẫn tôn giáo, thay vì thì các nước không có giải quyết, họ không không giải giải quyết quyết họ để cho bùng nổ, vậy lâu thôi lâu họ lấy củi họ luyện vô. đấy. Vậy đó, đó là nguyên tắc vậy. Nhưng mà mình nói cho cùng thì mình nói tới bây giờ, tới lúc mà anh em mình ngồi nói chuyện đây, thì mình mới thấy thảm mà thấy thương cho cái người Palestine. Có nghĩa là như vậy, là họ đã bị vây, và họ đã bị vây hãm mấy chục năm nay, và giống như kiểu này tôi nói là họ mất tất cả. Tới bây giờ điện nước cũng do thằng Hamas cấp, cái thằng mà Do Thái cấp cho. Họ má Có chơi nghĩa vậy, là nó nói một cách khác, nó chơi như vậy đó. chơi vậy Thì là cái hỏi anh, tổ thì đương nhiên là người ta phải có một sự gọi là mà tức nước thì vỡ bờ. không không Thì phải ông ăn ở sao mà, nhưng mà ông lại để người ta cúp nữa, nó vui thì nó mở nước cho ông xài, nó không vui đúng thì nó rồi, cắt nước ông. Ông giờ là ông quá dở, ông phải làm sao ở chứ, bởi vì tôi mới nói từ đầu anh nói, tôi là phải chia, mà ở đó nó có một cái lãnh ông tụ mà tài ba mà từ giỏi giống như ở Việt Nam mình, thì còn gì đâu phải nói nữa. Nó khổ ngay, đã dở mà đã dở về quân sự, đã dở về chính trị, mà để dở về ngoại giao luôn, nó là tất tần tật đều dở cả. Thành ra cái đất tội nước nghiệp rồi. lúc nào cũng về rất là tội nghiệp, và rất là tội nghiệp vấn đề đó. Tôi nói khổ cái bà, mà cái ý tôi nói là nếu mà phương Tây mà như Mỹ thì đã xen vào, dàn xếp vào cái chuyện đó, Đó. thì phải đứng một cách là trung lập. Rồi Ông xong giải mà trung quyết lập thì ngay từ còn gì là phải đầu. nói nữa. Mà trung lập thì đâu có chuyện gì phải nói nữa, Đúng. mà nó đâu có muốn, Nếu ông muốn, không có muốn nha. nó Chứ không nếu mà muốn, muốn cho thì nên giải vì quyết chỗ được. đó, đó, đúng rồi, khổ vậy. Thành ra bây giờ Bày ra đó là một cái vấn nạn, nó còn thâm, nó còn bày ra thêm, nó còn xúi thêm nữa. Nói vậy là nó ủ mưu, nó có nghĩa là thôi mình nói gì là các nước phương Tây ghê gớm quá.
ra cái sự mà chiến tranh của Do Thái và Israel thì hầu như là cái Palestine với là Do Thái hầu như cái đó cũng là nằm trong cái bàn tay của phương Tây. Họ muốn như vậy mà anh. Thế Ông muốn giải quyết. thì họ muốn giải quyết, nó thẳng là như vậy. Bởi vì tôi nói thiệt là những cái đầu óc của mấy người da trắng này là kinh Ghê. khủng lắm, nó thẳng Sợ là lắm. như vậy. Mình chỉ Họ thấy tội nghiệp mà đa là toàn đa số người dân không đó, còn mấy cái thằng lãnh đạo thì mình không có bàn tới, bởi vì nó không có quá sức tưởng tượng, nó thẳng là như vậy. Phải chi mà nó được một góc, một cái ngón chân của Bác Hồ mình thì thôi sướng quá rồi, rồi phải không? Hoặc là một tướng tài giống như rồi ông Võ Nguyên Giáp thì khỏi khỏi nói, đại tướng thì khỏi nói rồi. Còn ở đây họ toàn là bất tài, là vô dụng nè, rồi bị hệ lụy về bị lệ thuộc và cầu cạnh, rồi nói chung là họ không biết làm sao họ ở một cái thế kẹt, có là họ không biết làm sao họ vùng vẫy. Cái thằng Palestine không biết làm sao vùng vẫy cả đó, nó khổ vậy. mà lần này đây thấy thấy đánh nhau như vậy là thấy làm như là bên Do Thái họ cũng đang cũng như là cũng lúng túng rồi. Nhưng Do mà Thái như thấy vậy thật là nè, họ thấy nó lúng như túng vậy quá mình cái khối Ả Rập bây giờ hiện giờ đang ủng hộ Palestine. thì nó ủng hộ chứ mà ngày xưa Do Thái họ giữ mình tại vì ở trong đó đó ở trong đó là họ là một mình họ đã chống lại khối Ả Rập là bao nhiêu lâu rồi mà lần nào họ chống lại khối Ả Rập thì họ cũng đều thắng cả tại vì cái quân đội của họ là coi như là bây giờ thiện chiến nhất thế giới mặc dù quân đội ít nhưng mà thiện chiến nhất thế giới ý là mình nói thế này nào. Nhưng mà lần này mình thấy là thấy có bộ là họ bị lúng túng là tại vì thế này này cái hôm mà họ nói là họ ra lệnh cho 1 triệu dân ở bên ở vùng Bắc của dãy Gaza là phải đi vào trong Nam đặt nó tắt đi cái miền Bắc Gaza nó họ chỉ cho 24 tiếng thôi là bắt dân chúng phải di tản chỗ đó tức là nó biểu là tất cả mọi thằng Hamas thằng nào là nó đã là thằng Hamas rồi thì thằng đó là Hamas lính Hamas 40.000 tức là nó nói tính tắt đi là thì nó là 40.000 thằng nhưng mà thế này nè mà đến từ cái hôm mà anh ra lệnh thả trơn đơn ra lệnh người ta di tản mà anh biểu tấn công và tới bây giờ họ chưa có cục Ê, cửa gì ê, thân, con rảnh con gửi cầu lên chơi thằng này nó có vẻ nó tham khảo về đúng rồi lên đi gửi yêu cầu để bố lên nói chuyện với bố chút tại vì ở đây nó có nhiều cái vấn đề mà nhiều khi bố quên á nhiều khi bố ngày xưa có một cái ông mà tôi nhớ mà quấn cái khăn rằn trên đầu mà hay chụp hình đó anh mới nói con gì Yasser Arafat, Yasser Arafat, ông đó của của là ông của PLO, Palestine đúng rồi ông là Palestine nghe nó cũng giỏi lắm PLO, phải đúng rồi thì ông là người đầu tiên mà, ông người đầu không? tiên là ông tạo ra cái mặt trận Palestine PLO đó tức là Palestine Liberation Organization đó, tức là cái đội hồi đó ông đánh đấm lung tung rồi rồi ông tranh đấu rất nhiều, ông cũng thì ông đánh nhau theo cái kiểu ông biết, rồi cuối cùng thì ông Palestine họ được công nhận PLO họ được công nhận là một tổ chức của chủ, đại diện cho người Palestine rồi họ có một ghế quan sát viên ở trong là quan sát viên ở trong Liên Hợp Quốc rồi họ có quyền nhận 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 gì nhận ngoại giao họ có quyền nhận đại sứ họ có quyền bổ nhiệm đại sứ những quốc gia khác ai công nhận họ thì họ có quyền nhận đại sứ đấy ông Nó đó nói là phong trào giải phóng dân tộc của Palestine đúng rồi của Palestine là PLO đúng rồi. Ok. PLO Lên chơi vậy. Lên thì chơi đi tao buồn buồn quá, tao tính chậu mà tao chạy ra còn ngoài cửa cái xong mà tao chạy vô tao trốn luôn trong buồn luôn đó mày đi rồi đó. Buồn quá live stream rủ Phương lên nói dốc chơi. Rồi hãy vậy. tướng chịu quân Mày lộ có biết cái quân nói chuyện lộ với thì tao nói quân chuyện với lộ lộn, nói chuyện với đó lộn. mình Anh biết quân là sao không? ta Tại quân ta quân chứ mình quân thôi thì đồng ý nhưng mà tại vì chứ mình xét người, mình xét người mình mới xét ta. Mình thấy bên kia lộn xộn quá mà thiệt anh thú thiệt anh đang ở Việt Nam nè, tôi đang ở Việt Nam thì tôi thấy mà không có chuyện gì để phải nói cả bởi nó thanh bình quá đâu có gì đâu mà đâu đâu có gì đâu phải nói đúng không người nào nào kiếm chuyện đó mà kiếm không ra kiếm chủ kiếm chuyện đó mà kiếm không ra được bởi nào bởi bởi vậy anh nào quýnh quýnh với tôi đâu có quýnh đâu tôi nói rồi cười buồn cười thế thôi mà thật là bà thấy bây giờ mình thấy những người dân Palestine thấy đau khổ ghê mình thấy bởi vì sao mình thấy đau khổ là bởi mình cảm nhận điều đó anh mình cảm nhận được tội nước nước mình đã từng trải qua tôi và anh đã từng trải qua chiến tranh cũng thấy những người lính về chiến tranh nó tàn khốc vô cùng
Cho nên vì đó mình cảm nhận được. Còn những cái lớp trẻ sau này họ chưa bao giờ mà đi qua chiến tranh thì họ mơ hồ biết là chiến tranh rất là khốc liệt, nhưng mà họ không thấy tận mắt, không thấy tiếng súng nổ, không thấy tiếng bom rơi. Cho nên vì đó cái phê, cái ý của nó là cái sự mà coi như là họ đau khổ, họ không bằng mình. Giống như anh và tôi, mỗi lần nói là sao, nó bồi hồi và nó thương cảm, mà nó thành ra giờ mình tôi thì anh mấy bữa nay tôi thấy dân bà Palestine nó mới khó kích vô cái bệnh viện gì nữa, mình xúc động. Có Đúng nghĩa là rồi, tội nghiệp. cái mình thấy nó tội nghiệp, cái đầu tiên mình tự giống như anh nói là cái đầu tiên mình xác nhận là mình tự thấy thương và tội nghiệp cái dân người dân đó. Ngược lại mình thấy mình đất nước của mình Việt Nam mình đã trải qua cái thời kỳ đó rồi, cho nên vì đó mình mới cảm nhận được, mình Đúng biết được rồi. cái nỗi đau đó. Anh thấy Đúng không, rồi. cái của mình từ từ xưa như như thằng Mỹ tỉnh cơ tỉnh bơ, từ xưa nó đâu có bị chiến tranh trong nước ở đâu, thành ra nó tỉnh bơ, anh nó coi nhưng mà nó coi nó không đặt nặng gì đó. Nhưng mà những cái đất nước nào đã bị rồi thì tự nhiên người ta sẽ sợ, giống như con chim mà nó ở nó Đúng đi dồn ở cây nào con công mà thấy rồi. giống nghịch cung là bỏ nó chạy đó, là như Cũng vậy. cũng cũng cái chi Nhưng điều mà đó là rõ ràng là vậy. mình Thế thì bây giờ không biết như thế thấy nào mà nghe nó nghe có người ta bình luận thì có lẽ là do Thái nó không dám bắn nữa, và nó không ngày xưa nó tuyên bố là nó sẽ xóa sổ Palestine đi khỏi mặt đường thế giới, nhưng mà bây giờ thì chắc không dám rồi, bởi vì em như nghe nói là cái khối Ả Rập bắt đầu nó đoàn kết trở lại và nó chống lại thằng Thái, thành ra mà anh thấy rõ ràng không? Sao họ anh nói đi. Ả Rập, tức là họ không phải là họ chống, họ đoàn kết, họ chống Do Thái không, mà bây giờ làm như là họ không có sợ Mỹ nữa. Ông tổng Đúng rồi, thống Mỹ đến đó mà nó không có tiếp, mà anh biết là nó coi Mỹ bây giờ không có, họ không thì có nghe. đó Là ngày xưa thì họ sợ lắm. ngày ngày đó xưa đúng Ả rồi, Rập mà ngày họ xưa rất là sợ sợ, rất sợ người Mỹ. Lâu lâu cái buồn buồn gửi cái tòa, ông biết là mới đánh nhau chút xíu là gửi hai cái hàng không có hạn tới, gửi bác người lính tới làm gì. Lúc người ta đánh đánh nhau, anh không anh không can, anh phải can là thôi anh lấy gì lửa anh đổ vô ổn nói thiệt, mấy đổ vậy đó. ông người Mỹ Nhưng họ mà họ theo họ cái suy nghĩ giữ hạn hẹp anh à, theo cái suy nghĩ hàng ngày của tôi, cái công này nó không phải là do của nhà nước Palestine mà do của Nga đó. Mình không biết nhưng mà tôi nghĩ, tôi linh tính, tôi linh cảm là hình như là như vậy. À, có một anh chàng gì đó ở ở nước Nga hoặc là ở Trung Quốc đại khái như vậy, mặc dù người ta không nói lên, người ta không nói từ ngày chiến tranh xảy ra ta không nói bất cứ một gì cả, nhưng mà cái sự hiện diện của họ ở đó thì theo theo tôi thấy nha, hình như có một bàn tay vô hình nào của hai quỷ đó đó. Tôi nghĩ là vậy thôi, không biết trúng trật. thì tại là thì điều rõ ràng đó là từ họ từ từ lúc mà đánh nhau ở bên Do Thái á, tức là thằng Ukraine là im re không có thấy nói gì nữa. Tin tức ở đây là Coi như nó im bỏ bặt, rồi, nó bỏ rồi, họ không nói bỏ rồi, nó bỏ, gì tôi nghĩ tới là bỏ rồi đó. Đây là nói nó. một một y cái hoàn cảnh bây giờ nó y chang như ngày xưa mà Mỹ nó bỏ rơi Việt Nam Hòa, cũng cái ngày Việt Nam Hòa mà khi mà ta hàng thì nó cũng có một chuyện Trung Đông xảy ra, anh nhớ không? Đó cho nên vì đó nó chộp Trung Đông, nó bỏ Việt Nam là khái mình nôm na mình còn cái chuyện chi tiết mình không bằng cần bàn đó. Và cái sự kiện bây giờ nó cũng giống y chang như ngày xưa vậy, khi ra chiến tranh Ukraine với Nga đang tới hồi cao trào xong viện trợ y xèo đùng cái bên Trung Đông nó cũng bùng lên, là nó bỏ bài này nó cũng chạy vào Trung Đông nữa. Nó một cách khác á, về cái mặt vấn đề kinh tế và vấn đề dầu mỏ về lợi nhuận thì cái thằng Trung Đông nó lớn hơn thằng Ukraine. Đúng rồi, tại vì đó chỗ, chỗ Bên đó kia nó là bên giàu kho hóa không dầu mà, phải nên không? vì đó là nó có thể bỏ thằng Ukraine. Và ngày xưa chỉ có Việt Nam nó cũng y chang vậy, tình tiết nó làm ra ná giống nhau vậy, đại khái là như vậy. Ok anh. Cái lần lần này đó thấy là tôi thấy là ông tổng thống Hoa Kỳ mà ông qua bên đó là ông qua đã có tối thứ tư, sáng thứ tư ông qua bên đó, tối thứ tư ông về, Cái nhà họ đó tức không tiếp là tiếp và nó không không tiếp không mà tiếp, cho ba thằng nó không tiếp, không có nào tiếp, nó không tiếp chủng chủng dã man thật. Chứ ngày xưa mà anh biết không, bây giờ nói chung là nó nó hết sợ rồi, không nó hết sợ rồi, sợ, nó nó không không sợ sợ là nữa. Ừ ba thằng nó không tiếp. Thằng Jordan, thằng Ai Cập, ý là ông thằng thằng cha PLO không tiếp, tại vì thì chắc là nói như vậy để anh hiểu là hiện giờ cái thế giới nó đã thay đổi rồi, nó thay thay đổi theo kiểu lưỡng cực rồi, chứ nó không còn độc tôn nữa. Cho nên vì đó nó có một sự mình không biết nói làm sao, nhưng mà thấy rồi bây giờ mình thấy rõ ràng họ không còn sợ Mỹ nữa là đúng rõ rồi, không ràng. sợ đâu, Và không sợ. cái mà tôi thương cảm nhất là dân chúng, tôi thấy dân chúng của Palestine tôi thấy tội quá. Anh thấy là như là thiệt, anh thấy mà
ngày hôm nay họ mở cái biên giới ở bên ở phía nam đây, cái khu phía nam mà sát biên giới với Ai Cập thì bao nhiêu nguyên một đoàn xe camion, tôi nghĩ là phải mấy trăm chiếc dài thế này mà họ chở hàng đến đó để tiếp tế, chở nước ấy. Đấy, mà đâu có nước đâu, phải chở Khó. nước rồi Ôi. chở chở thức ăn rồi chở dầu đến cho mấy mấy, mấy người, mà nó không bịt thì nó không 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 có cho vào, tại vì ông vào anh biết không, nó sợ lắm chứ anh, nó Do Thái mà nó vây rồi, nó biểu mà mày mà nó biểu nó bao vây rồi mà mình chở nó đoàn xe nó mà đi vô là nó bắn máy bay của nó thả cho mấy quả bom nó còn khổ nữa. Thành thử ra là Vậy nó bây giờ đến ngày hôm nay đó thì nó mới cho khoảng chừng được 2 chiếc xe, à 20 chiếc, mười mấy chiếc, 20 chiếc, tôi chở nghe nước. có đó, chở thức ăn nước emergency. Thấy thấy mình thấy 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 không hiểu, anh thấy họ công nhận là họ kỳ thị cái dân, cái người da trắng đó. Họ rất là kỳ thị cái người Hồi giáo, đặc biệt là người Hồi giáo Palestine, họ coi thường quá, họ cũng rất là coi thường, tại vì Khổ nước ghê. mà họ kính trọng họ, nước mà họ mà thiệt ra mấy ông da trắng thì thằng mẹ là ngoại trừ mấy ông da trắng với nhau thôi, chứ còn thằng mẹ nó cũng coi thường cả, chứ chẳng phải là thằng riêng Hồi giáo Đúng đâu. rồi, Hồi đó năm 1945 nó coi Việt Nam ra cái gì ấy, ra cái gì đâu nó đâu có ra cái gì đâu. Hồi năm 1955 nô nó lệ coi mình mà ra thuộc cái cái gì, dạng vẫn 100 năm, năm 1955 Mỹ nó coi Việt Nam ra cái gì anh, nó không thành coi là cái gì thành cả. thành thử là mình phải hiểu là thiệt là có lỗi thì cũng chẳng phải là nói rồi trách ông Palestine ông yếu rồi trách ông Do Thái ông giữ, nhưng mà không phải, lỗi là lỗi mấy ông da trắng coi thường kỳ Dạ thị đúng chủng rồi, tộc chính anh, xác, kỳ đúng thị rồi, chỉ có kỳ kỳ thị chủng thị, tộc. thành thử ra là mới cư xử như Bởi vậy vậy thôi. suy cho cùng mình đang ngồi yên vị tại đất nước này thì mình mới thấy thấm thía 40 chữ mà Bác Hồ, 5 6 chữ gì đó tôi không nhớ, nhưng mà cái điều Bác Hồ nói rồi: độc lập Tự tự do do mới hạnh phúc. đúng rồi, không Thế vì rõ ràng chính không xác một độc trăm lập tự phần trăm và không thể nào thay cãi được, không thừa một chữ, bác không thiếu một câu. mình Anh chỉ thấy cần rõ như ràng vậy không? thôi, độc lập Chỉ nên cần tự do. như vậy thôi. Mà trong khi đó mình nghĩ lại bên Trung Đông và các nước khác hiện giờ đang có sự dây mơ rễ má và đang trực chờ bên bờ vực chiến tranh: Nam Hàn, Bắc Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên Xô, Ukraine, Trung Đông, Á Rập, Do Thái, thế toàn là một sự bất ổn đoàn, và trong khi đó nước mình bình yên như vậy. Đó là một bài lãnh đạo quá hay, thực sự quá hay, Anh công ở bên nhận. đó thì anh nói anh ở đó thì anh nhìn thấy như vậy đó. Tôi ở đây này, anh biết không, tức là cái tin tức ở đây là xã hội bây giờ họ rất là rung động, tại vì chính phủ họ làm sao thì họ nghe vậy, TV họ nói sao thì mình nghe vậy, tức là bây giờ là mình, cái người Mỹ này là nó họ, họ đang dính líu vào những cuộc chiến tranh rất là Mà rõ ràng đúng chính mà xác, cái nhưng mà nó có cái người này nữa dân của nè, họ ấy. giống như đọc báo tôi thấy nè, nó lây lan mà lây lan theo kiểu gián tiếp, nó buồn cười chứ, giống như kiểu hôm qua sáng nay tôi mới đọc, có nghĩa là cái chiến sự đó là chiến sự bên Trung Đông, cái người dân Palestine với là người Do Thái quýnh tàu Trung Đông, Đúng rồi, nhưng ở trong đất nước đất Mỹ nước Mỹ thì cái nó thằng cũng này nó lưu ăn theo, theo. đúng rồi, ăn theo rất là nhiều Còn nó mà mất 16 tuổi nè, đúng trời rồi, nó đầu và ơi, nghe nói là muốn xỉu luôn. Anh thấy rằng tôi không có nghĩa sợ là nó giống như mình thấy mình sợ luôn, có nghĩa tôi là không ở trong đúng lòng nước Mỹ mình không rồi. hiểu thế nào Cái tinh thần kỳ thị, tinh thần kỳ thị cái người da màu, mấy ông da trắng là kinh khủng. ông bị cái vụ đó, người không phải là người da trắng ông coi thường lắm, qua cái giá trị của mạng, tại vì vậy thành thử ra khi mà họ không có giải quyết cái chuyện Palestine là ngay từ đầu, ông mấy ông Do Thái tức là toàn toàn là người da trắng không, lúc ban đầu nó họ có bao nhiêu mấy thành thử do da trắng mới da trắng với nhau mà ăn bồ lắm chứ phải không. Đấy, rồi, còn mấy ông Palestine là người da màu, nói tiếng đạo Hồi, thành thử ra nó họ rất là coi thường, họ cư xử tại vậy tới bây giờ nó họ coi thường, thành thử ra rồi họ bị chèn ép thì nó làm Đúng rồi, người mình càng ngày nó càng yếu nó mới xảy đi, ra cái chuyện khủng bố. Khủng bố là do đúng đó, rồi, là tại vì khủng nước bố tất nhiên Mỹ là nó bí bích, và sao bây giờ mình nói vậy là mình không bao giờ mình dùng cái từ, anh với tôi không biết sao, cho còn theo tôi là cái chữ khủng bố tôi không chấp nhận được.
là bởi vì giống như kiểu như ngày 9 tháng 10, ngày 9 tháng 11 tức của thằng Biden ở cái thằng Biden mà nó chỉ chơi một phát đó cũng là một cái, bởi vì nước Mỹ nó quá nhiều kẻ thù, và tại làm sao nó có cái thù, tại làm sao Việt Nam không có cái thù mà thằng Mỹ lại có cái thù. Anh thấy không, anh chàng này là chuyên môn chọc ngoáy không cho thế giới bình yên, để chi, để lấy Không, lợi. Anh về tất cả mọi thứ anh đều gom góp vô, và anh muốn làm được như vậy là anh phải chọc ngoáy. Thế thì những cái nước mà gọi là cuồng tín, rồi những người nào mà họ bị chèn ép mà nhá, hại như dân tộc Palestine bây giờ, thì họ sẽ có một cái sự suy nghĩ khác của mình. Họ độc tà, họ có vẻ tính cách là họ cuồng mãnh nổi, là giống như kiểu như là họ, những người thường như tôi của anh đâu dám làm mấy cái chuyện đó, đúng mà rồi, họ là sẽ là họ làm, họ đúng làm họ bỏ hết tất cả một cái, họ hy sinh theo ý ngọn họ hy sinh. Thì ở phía Mỹ họ lên án những người đó là bọn khủng bố, nhưng mà tại sao mình không đặt ngược, như là mình đứng trên phía, rồi. mình phải nhìn lại, mình đứng phía bên kia một chút xíu, mình nhìn lại coi tại làm sao họ làm như vậy. Không, nhưng mà nước Mỹ thì không không cần phải nhìn, không cần phải nhìn, em mày vô tao mày làm, mình la mày có tội. Cũng giống như kiểu là ở đất nước Mỹ không bao giờ có cái từ tham nhũng, mà chỉ có đất nước khác thôi, đất nước Mỹ là ủng hộ, ủng hộ nó vậy đó, khổ vậy đó. Thành ra nhiều khi mình cũng thấy, mình thấy thương dân tộc, những cái dân tộc áp bức bây giờ mình mới hiểu được khi họ bị áp bức thì nó như thế nào, và hơn cho mình, hơn cho đất nước mình thì có một cái sự lãnh đạo khéo léo tài tình, phải công nhận điều đó. Và mình nhắc lại một lần nữa là độc lập tự do hạnh phúc, cái câu nói của Hồ không chạy vào đâu được, nó Không không sai một từ mà câu chuyện rất là hay. không không có dư Anh mà để không nghe, thiếu, đủ như vậy không bạn dư mà ơi, không không thiếu thiếu luôn. để cho Chứ anh nói nghĩ cái coi gì nè, ngay bây giờ giữa Nam Hàn và Bắc Hàn cũng mà có một cái tư thế, bởi vì nó vẫn có một tư thế là sẵn sàng chiến tranh, bởi vì ta không có hòa bình, đâu có ký ước của mình đâu, kể cả Trung Quốc và Đài Loan cũng y chang như vậy. Nói chung là họ, nó chờ chặt, nó vờn nhau, nó bục nhau à, khổ vậy. Rồi thằng Palestine, rồi thằng Nga với thằng Ukraine, rồi thằng nói chung là tất tần tật ở, nó xáo trộn một cách mà thấy khủng khiếp luôn. Cái xã hội bây giờ là nó một cách khác là bất ổn rồi, thậm chí trong lòng nước Mỹ hiện giờ những cái giây phút gần đây, mấy tháng gần đây em thấy nó rõ ràng, nó sang xáo trộn rồi, vỡ nợ rồi, cướp giật rồi, bắn nhau rồi, xả, nói chung là hầu như toàn lộ rồi, thậm chí nó còn tệ hại là vào những cái hàng đi ăn cắp thức ăn, đi ăn trộm đồ, phá những cái, trời ơi nó có nhiều cái được. Ừ, mình không thể nào mình kể hết được. Là anh nói đi. cái thằng bé mà tôi nghĩ là chắc cuối tuần này thể nào là họ cũng tổ chức một cái Để truy đám, điệu để đám tang, đám là tang, đám và có tang thể là là biểu tình, có thể là biểu tình, thì nhưng phải có chứ, làm sao mà họ chịu nổi anh, đúng rồi. mà phải Mà có bây chứ, giờ phải. tôi nói nghe, nó có những cái người nó bệnh hoạn, mình phải nói cái đầu óc của người Mỹ nó bệnh hoạn, nó bệnh hoạn đến mức độ mà con già gần 60 tuổi rồi, mà thằng phải chi cái thằng đó thanh niên không á, nó cái 6 tuổi à, nó thậm chí nhiều khi nó ỉa thì chưa biết chủ đích nữa, vậy mà tàn nhẫn mức độ vậy. Anh thấy nào, đây là một cái sự gián tiếp, đó là cái chiến tranh kia nó gián tiếp mà lôi vào trong nước Mỹ. Và như là đầu đầu lai anh đã nói đó, họ đã có mấy trăm người kéo vào nhà tòa nhà quốc hội để mà yêu cầu Mỹ để mà bỏ tay, đại khái là kêu Mỹ can thiệp vào đó, thì cũng là cái ước nguyện của họ đã định muốn cho không có chiến tranh nữa đâu. Thì nó đó, đầu dây bối nhợ cũng là anh Mỹ, đầu dây bối nhợ cũng là anh Mỹ, thế thôi. Khổ. Thấy không biết để cuối tuần này coi cái đám ma của bên của thằng bé là thế nào. Thì lúc mà nó vui, người ta vui vẻ đó thì mình không có biết, nhưng mà đến khi mà người ta tức giận lên, nó có những cái tính xấu người ta nó lòi ra, như là khi mà có cái chuyện những cái lúc thế này mình mới thấy là cái sự kỳ thị, cái sự coi thường mấy dân da màu, từ những mấy ông da trắng, họ không biết tại sao kỳ, họ không hiểu ấy. Mình hiểu tại sao là họ lại có cái đầu óc mà phải coi thường mấy da màu vậy. Mình ở đây với họ mà mình biết họ có cái đó mà không hiểu Ê, nó từ đâu nó thượng thứ ra, nhất ơi, mày để mấy ngang nghe, thượng nhất, nó từ đâu mày nó để ra mấy chứ ngang, mày nó. để mấy ngang nghe.